Kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc Thưa quý vị và các bạn thân mến, bưu đồ của Nguyễn Phú Trọng là gì khi mà một lúc bắt tới 5 tướng và hai sĩ quan cảnh sát biển chưa có kỳ hội nghị trung ương nào mà náo nhiệt như kỳ hội nghị trung ương năm nay. Từ quan chức cho đến doanh nghiệp đều bị tóm và thông thường thì trước thêm hội nghị trung ương mà bắt bớ khắp nơi thì hội nghị đó hứa hẹn có biến lớn và lần này không biết ai bị chuất phế và ai sẽ lên và đó là một điều rất khó đoán. Chúng ta hãy cùng chờ đến tháng 5 này để biết kết quả cuối cùng. Từ ngày ông tướng Phan Văn Giang lên làm bộ trưởng bộ quốc phòng thì người ta chưa chứng kiến vụ bắt bớ nào trong bộ quốc phòng. Đúng một cái ông trọng cho bắt hàng loạt tướng thì điều đó không bình thường một chút nào cả. Ngày 18 tháng 4, bất ngờ hàng loạt các cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam thông báo một cựu tư lệnh cảnh sát biển cùng với 4 tướng lĩnh bị bắt giam. 5 viên tướng gồm có hai trung tướng và 3 thiếu tướng cùng một đại tá và một thượng tá của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vừa bị bắt vào chiều ngày 18 tháng 4 vừa qua với cáo buộc tham ô tài sản theo truyền thông nhà nước Việt Nam. VN Express cho hay rằng chiều 18 tháng 4, những người bị cơ quan cảnh sát điều tra hình sự Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã bắt giam gồm có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu tư lệnh Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu bí thư, cựu chính ủy, thiếu tướng doãn bảo quyết cựu phó chính ủy thiếu tướng phạm kim hậu cựu phó tư lệnh tham mưu trường thiếu tướng bùi trung dũng cựu phó tư lệnh đại tá nguyễn văn hưng chủ nhiệm kỹ thuật và phó tư lệnh và phó thượng tá đó là thêm một thượng tá nữa đó là bùi văn hòe phó phòng tài chính theo VN Express thì các quyết định tố tụng đối với 7 bị can đã được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn hôm 13 tháng 4 vừa qua. Trước đó thì các bị can cũng đã bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó nữa, ban bí thư trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã cảnh báo ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam cách tất cả chức vụ trong đảng đối với hai trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng cùng với hai thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Bùi Trung Dũng và đại tá Nguyễn Văn Hưng. Theo báo Thanh Điền thì tại kỳ họp thứ bảy ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cán bộ đảng viên liên quan. Thông báo tại việt nam không nêu cụ thể tội danh mà chỉ ghi chung chung là cơ quan kiểm tra nhận thấy ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển đã vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để bộ tư lệnh cảnh sát biển và nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt bộ tư lệnh và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư trang thiết bị và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn đến tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổn hại uy tín của tổ chức Đảng và quân đội, gây bất bình trong cán bộ. Chứ vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân gồm có 9 tướng lĩnh và tư lệnh, cựu tư lệnh, phó tư lệnh. Một tàu tuần tra Cảnh sát biển Việt Nam là một cái hình đại diện và tin cho hay rằng cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang điều tra một vụ án khác liên quan đến sai phạm về xăng dầu cũng tại Cảnh sát biển Việt Nam. Cục điều tra hình sự đã khởi tố 14 người về tội nhận hối lộ. Trong số này thì có nhiều bị can giữ vị trí quan trọng của các sát biển như là thiếu tướng Lê Xuân Thanh Tư lệnh vùng biển cảnh sát 3 và thiếu tướng Lê Văn Minh Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4. Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định đây là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nhà nước làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. Việc bắt này là một quá trình kể từ tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân Lúc đó, Ban Bí thư kết luận Trung tướng Nguyễn Văn Sơn với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của Bộ Tư lệnh các đơn vị trực thuộc, bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Thông thường thì để bắt những quan chức cấp cao, ông Nguyễn Phú Trọng thường xúi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương thực hiện công tác lục lọi và truy ra những sai phạm, rồi sau đó kết luận. Hầu hết thì các bảng kết luận đều có chung một mẫu số đại loại như là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác, nghiệp vụ và pháp luật để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vân vân và mây mây việc bắt người luôn có một bản kết luận giống nhau như thế làm nó hiện lên một thực tế là những tội này giống như là một bản thảo được soạn sẵn cho tất cả mọi vụ bắt bớ vậy. Trên thực tế thì những bản kết tội trong nội bộ đảng nó không có tính thuyết phục và nó không đúng với pháp luật. Tuy nhiên thì nó vẫn được chấp nhận vì Đảng Cộng sản Việt Nam đặt những thứ quy định riêng của đảng trên cả pháp luật của nhà nước. Theo kết luận thì ông Trung tướng Hoàng Văn Đông trong thời gian giữ cương vị là bí thư đảng ủy, chính ủy cảnh sát biển, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân của ông này suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Ông Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết với cương vị là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, phó chính ủy cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bản thân suy thoái đạo đức và phẩm chất chính trị lối sống. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu với quý vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định của pháp luật, gây lãng phí ngân sách của nhà nước. Ông Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, trong thời gian giữ chức Đảng ủy viên, phó tư lệnh cảnh sát biển, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3 năm 2020, bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đã vi phạm quy định của pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu với trách nhiệm là chủ tịch hội đồng mua sắm vật tư, phê duyệt thanh quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đang thủ giao để đến khi cần thì mang ra dùng. Việc kỷ luật các ông này từ năm 2021 giờ mới cho, mới cho người bắt là hình thức như thế và cứ kỷ luật để dành lúc cần hạ thì bắt người để khai thác thêm và hạ những người có liên quan nhằm đưa người của phe ta vào đúng là thanh toán cũng như là tính toán của ông Trọng khó ai có thể đỡ được. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao chưa nên tăng lương lúc này? Theo Hàn Làm, do gặp khó khăn, 8 hiệp hội doanh nghiệp đề nghị lùi thời điểm tăng lương cho người lao động đến 1 tháng riêng năm 2023. 8 hiệp hội ngành hàng gồm có hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam Hiệp hội diệt may Việt Nam hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam hiệp hội nhựa Việt Nam hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã có cùng văn chH trên một 4042022 gửi tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc kiến nghị áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 1 tháng riêng năm 2023. Theo đó, 8 hiệp hội ngành hàng đề nghị Thủ tướng xem xét và cân nhắc giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp lùi thời điểm áp dụng tăng lương tối thiểu vùng và áp dụng từ 1 tháng riêng năm 2023 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt vì một số lý do chính như sau. Trong 2 năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của doanh nghiệp, khiến cho doanh nghiệp thực sự rất khó khăn và bị kiệt quệ. Hơn nữa thì hiện nay tình trạng người lao động là F0 vẫn tiếp tục xảy ra, các doanh nghiệp vẫn đang phải gồng mình đối phó với tình hình đó và kéo theo là tình trạng hậu Covid, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của doanh nghiệp. Mặt khác thì trong thời gian đó có thể sẽ xuất hiện làn sóng mới với biến chủng mới của dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Theo 8 tổ chức hiệp hội và ngành hàng kể trên thì chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 2021 chỉ tăng 1,84% so với năm 2020 và không làm ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của người lao động và nhà nước cũng đang nỗ lực kiểm soát lạm phát này nếu như một bất ngờ yêu cầu tăng lương cho người lao động thì các doanh nghiệp không thể xoay sở kịp để thay đổi chiến lược kinh doanh. Kế hoạch sản xuất do thời điểm đã đến quá gần do tất cả các phương án sản xuất, tài chính và đơn hàng của các doanh nghiệp đều được xây dựng từ cuối năm trước. Hiện nay thì các doanh nghiệp đều đã thực hiện tăng lương đầu năm 2021, 2022. Đồng thời thì hợp đồng với các đối tác bao gồm có giá hàng hóa đều đã được chốt và ký với các đối tác từ đầu năm nay nên giờ không thể tăng giá bán hàng hóa được. Như vậy, nếu như vẫn quyết định việc tăng lương từ thời điểm giữa năm như là tháng 7 này sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình huống vô cùng khó khăn. Nhiều doanh nghiệp sẽ phải hủy bỏ ngang hợp đồng vì chi phí không đảm bảo và ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của người lao động và sự tồn vong của doanh nghiệp. Việc tăng lương đột ngột như vậy sẽ đưa đến việc nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phải cắt giảm lao động, tạm dừng hoặc là thu hẹp sản xuất, thậm chí thì phá sản vì không thể lo nổi chi phí nhân công. Điều này sẽ dẫn đến khả năng hàng chục ngàn người lao động không có việc làm. Với tình hình như trên thì theo 8 tổ chức cụ thể kể tên ở trên thì có thể thấy rằng doanh nghiệp cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và cũng cần có được sự hỗ trợ từ chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng như là hỗ trợ cho người lao động. Trước đó thì tin tức ghi nhận qua phát biểu với báo chí của Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia thì có đến 15 trên 17 thành viên bỏ phiếu tán thành việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1 tháng 7 năm 2022. Mức tăng được đề xuất là 6%, thể hiện sự nhượng bộ của các bên, người lao động có điều kiện cải thiện phần nào đời sống sau một thời gian dài khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Người sử dụng lao động cũng có thể cân đối lại ngân sách đảm bảo phục hồi sản xuất và ổn định nhân lực. Mức tăng thêm 6% này có nghĩa là tăng thêm từ 180.000 đến 260.000 đồng so với hiện nay. Nếu như mà được chính phủ thông qua thì lương tối thiểu vùng 1 sẽ là 4,68 triệu đồng, vùng 2 sẽ là 4,16 triệu đồng, vùng 3 sẽ là 3,64 triệu đồng và vùng 4 sẽ là 3,25 triệu đồng. Tuy nhiên thì trên thực tế theo văn bản kiến nghị của 8 tổ chức hiệp hội ngành hàng thì nếu như có tăng lương thì cần thực hiện theo năm tài chính để doanh nghiệp có đủ động cơ cấu phần dây xây dựng giá cả cho thỏa thuận hợp đồng làm ăn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xe xẹp lốp bộc lộ yếu kém của Putin và quân đội Nga tại chiến trường Ukraine. Cố đại tướng Omar Bradley, tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Mỹ, từng nói nghiệp dư bàn chuyện chiến thuật và chiến lược, chuyên nghiệp chú trọng tiếp vận. Dù qua đời cách đây hơn 40 năm nhưng tướng Bradley đã để lại tiên tri chân dung của ông Putin, tổng thống của Nga và phát họa ra thực trạng của quân đội Nga trong cuộc xâm lược Ukraine với thất bại không chiếm được Kyiv, Tổng thống Putin vụng về phơi bày một bộ máy chiến tranh khổng lồ của Nga bị tê liệt với toàn quân xa kéo dài tới 45 dặm bị chặn đứng trước cửa ngõ thủ đô ở Ukraine. Điện Kremlin tưởng rằng sẽ thắng như là trẻ tre và chiếm Kyiv trong chớp nhoáng nhưng cuối cùng thì phải rút lui để lại các xác xe tăng T-72, T-80 niềm tự hào của quân đội Nga cùng với nhiều loại quân xa khác nhau ở ngoại ô thủ đô Kyiv. Phân tích những hình ảnh của các quân xa Nga bỏ lại ở Ukraine và các chuyên gia khám phá ra rằng chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh của Putin thất bại chỉ vì lý do rất nghiệp dư. Khi nghĩ về chiến tranh hiện đại thì hầu hết thì mọi người đều nghĩ đến hình ảnh của hỏa tiễn tầm xa bắn từ vệ tinh và hay các xe tăng tối tân cùng với những chiến binh trong bộ giáp gồ ghề như là trong phim khoa học giả tưởng. Những ai mang trong đầu các hình ảnh đầy ấn tượng trên hầu như là sẽ không bao giờ nghĩ ra rằng tất cả những quân cụ hay là chiến binh muốn hoạt động đều phải dựa vào một loại phương tiện vô cùng kiêm tốn, các quân xa vận tải quân đội cần xe vận tải để di chuyển binh lính ra tiền tuyến với việc tiếp tế lương thực vũ khí đạn dược cho chiến binh lẫn các xe tăng gian pháo hỏa tiễn động cơ và các đơn vị tiếp liệu cần xe vận tải chuyên dụng để chở xăng cung cấp cho tất cả các loại chiến xa rõ ràng là bất kỳ giới chỉ huy quân sự nào mà không xem trọng các chiếc xe vận tải là tự đào hố trôn toàn bộ đạo quân của chính họ và dường như thái độ xem thường xe vận tải chính là điểm cốt yếu, cốt lõi của quân đội Nga đã để lộ trong cuộc chiến tranh xâm lăng vô cớ vào Ukraine. Đây là kết luận của các chuyên gia qua việc phân tích hình ảnh chiến trường sau khi mà lực lượng của Moscow rút chạy khỏi Kyiv và ghi nhận của nhà báo Brezhnev của CNN. Nhiều đoạn video cho thấy quân của Nga đã bất khiển dụng vì bị bể bánh xe hoặc là nông dân Ukraine dùng xe máy cày kéo thiết giáp hết xăng, phơi bày tình trạng thiếu thốn một cách tồi tệ của hệ thống tiếp vận quân sự của Moscow. Cả lính Nga đi tìm thực phẩm tại các cây xăng và cửa hàng đóng kín cho thấy năng lực quân sự của nước này bị hủy hoại vì phụ thuộc vào lính nghĩa vụ, nạn tham nhũng tràn lan và không có biện pháp hiệu quả để giải quyết bài toán hậu cần. Ông Chen Telenko, cựu kiểm toán của cơ quan quản trị hợp đồng quốc phòng của Ngũ Sắc Đài, một trong những người phân tích các hình ảnh để tìm manh mối cho biết rằng cuộc chiến đã diễn ra như thế nào. Vũ khí không phải là xe tăng mà là các viên đạn đại bác từ xe tăng bắn ra, ông Telenco giải thích với CNN Ông nói các quả đạn Đại Bác có được vận chuyển đến đơn vị xe tăng nhờ những chiếc xe vận tải cũng như là thực phẩm, nhiên liệu, vật dụng y tế và thậm chí là cả binh lính. Sự hiện diện của tất cả các quân nhu, quân dụng, nhiên liệu, vũ khí đều dựa vào tiếp vận và tiếp vận dựa vào các xe vận tải, ông Telenco phân tích. Chỉ cần phân tích những chiếc xe vận tải phải bất khiển dụng mà quân đội của Nga đã bỏ lại ở Kyiv là chúng ta có thể thấy Moscow sở hữu và quản trị một hệ thống tiếp vận tôi. Ông Telenko phân tích hình ảnh một chiếc xe chở hòa tiễn loại Benzer S1 còn nguyên vẹn và không bị đạn bắn, chỉ có các chiếc bánh là bị bẹp dí. Đương nhiên thì chiếc xe trị giá hàng triệu đô la cùng với toàn bộ vũ khí mang theo trở thành vô dụng hoàn toàn vì không còn khả năng chiến đấu. Với một quân xa đắt tiền như vậy thì việc bảo trì được dự đoán phải là ưu tiên số 1. Tuy nhiên thì bánh xe lại bị sụm và chỉ sau vài tuần ngắn ngủi trên chiến trường chỉ còn là một đống sắt vụn theo ông Telenko nếu như mà các chiếc quân xa đắt tiền như thế không được di chuyển thường xuyên thành phần cao su trong bánh xe sẽ bị sơ thoái và trở nên giòn và thành bánh dễ bị nứt và rách và với những vết nứt hơi sẽ bị thoát ra dần và bánh xe sẽ bị xẹp khi mà bánh xe hoạt động trong tình trạng áp suất hơi thấp và đặc biệt là trong tình trạng lầy lội vì tuyết tan vào mùa xuân ở Ukraine. Chuyện bánh xe phải sụm xuống là điều không ngạc nhiên, chuyên gia đánh giá quân cụ Telenco nhận định. Đối với Telenco thì người trong hơn một thập niên chuyên về các vấn đề bảo dưỡng trong đội xe vận chuyển của quân đội Mỹ, tình trạng bể bánh của các chiếc Panthers S1 là một sai lầm cốt lõi từ các nhà hoạch định chính sách và các chiến lược từ bên trên. Và nếu như mà không có kế hoạch bảo trì cho một chi tiết trọng yếu của một chiếc xe thì rõ ràng toàn bộ hạm đội quân xa vận tải cũng sẽ bị xem thường. Và câu nói nổi tiếng trên của danh tướng Omar Bradley trong thời thế chiến thứ hai là quan điểm mà chuyên gia Telenco thể hiện. Trong những bức hình khét tiếng hồi đầu cuộc chiến, ai cũng thấy một đoàn xe dài 45 dặm bao gồm có đủ loại xe tăng, xe bọc thép, xe kéo đại bác, xe chở quân của Nga bị kẹt và xa lầy cách kỳ íp khoảng 19 dặm. Mà nguyên do không chỉ vì bị quân Ukraine phục kích mà còn vấn đề trục chặt về máy móc. Theo Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, Hồi tháng 3, ông Lloyd Austin Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói với ký giả Don Lemon của CNN rằng Nga đã mắc sai lầm và đang vất vả với công tác tiếp vận. Mới đây một giới chức quốc phòng cấp cao khác cho biết rằng người Nga vẫn chưa giải quyết được vấn đề về tiếp vận và những hỏng hóc hệ thống đang tồn tại và chắc chắn rằng Moscow sẽ không thể tăng cường lực lượng ở miền đông Ukraine với bất kỳ tốc độ nào. Theo các chuyên gia, thì gốc rễ của thảm họa tiếp vận quân sự của Nga xuất phát từ vấn nạn, chế độ lính nghĩa vụ quân sự và tham nhũng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, khoảng 25% quân số của quân đội Nga là lính nghĩa vụ, thậm chí là nhiều chuyên gia tin rằng con số có thể cao hơn vì nghi ngờ có một số lượng binh lĩ không thuộc thành phần khi mà thi hành nghĩa vụ mà bị ép buộc hoặc là bị lừa nhập ngũ. Các lính Nga thi hành nghĩa vụ quân sự phần lớn phục vụ trong khoảng thời gian một năm và họ giữ các cấp vụ thấp và đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ thống hậu cần, bao gồm có cả bảo trì quân xa. Không ai có thể học được bất cứ điều gì trong một năm về việc duy trì sự vận hành của hệ thống quân sự, ông Telenko nói và với những lính nghĩa vụ cũng có rất ít động lực vì họ biết rằng trong thời gian phục vụ của họ chỉ trong một thời gian hạn chế theo quan sát của ông Telenko một giới chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Washington nhận thấy có nhiều vấn đề về tinh thần trong hàng ngũ lính nghĩa vụ thành phần này chiếm gần một nửa lực lượng của nga ở Ukraine theo CNN chúng tôi có bằng chứng thậm chí là bằng chứng gần đây rằng họ thanh niên thi hành nghĩa vụ này vỡ mộng về cuộc chiến này, họ không được cung cấp thông tin đúng và không được đào tạo một cách đúng đắn và không sẵn sàng, không chỉ về thể chất mà còn chưa sẵn sàng về tinh thần cho những gì sắp xảy ra cho họ. Giới chức Mỹ nhận định Ngược lại thì quân đội Mỹ việc bảo dưỡng xe do một lực lượng riêng thực hiện, bao gồm có hạ sĩ quan tình nguyện và các trung sĩ và hạ sĩ chuyên nghiệp, những người gia nhập quân ngũ dài hạn và có chế độ lương bổng cùng với thăng cấp tương ứng. Ngoài vấn nạn chế độ nghĩa vụ quân sự vừa kể thì tệ nạn tham nhũng mà các chuyên gia cho rằng đã đeo bám trong quân đội Nga trong nhiều năm cũng là một nguyên nhân. Hồi tháng 3, ông Matthew Stephenson, giáo sư trường luật của Đại học Harvard University và là tổng biên tập của blog chống tham nhũng toàn cầu có viết rằng tham nhũng có tác động ăn mòn đặc biệt với việc bảo trì và cung cấp hậu cần của quân đội Nga. Ông Stephenson viết, tất cả những vấn đề mà các chuyên gia chống tham nhũng và các chuyên gia an ninh quốc gia nhấn mạnh trong nhiều năm trước đây giờ dường như là đang bộc lộ rõ ràng trong cuộc xâm lược ở Ukraine của Nga tham nhũng dưới hình thức tham ô hoặc hối lộ dẫn đến việc mua các phụ tùng thiết bị không đạt tiêu chuẩn, ví dụ như là giao hợp đồng mua thiết bị hoặc là bảo trì cho một nhà cung cấp kém chất lượng để nhận lại quả, hoặc người chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách hoặc bảo trì hoặc là mua sắm quân trang, dụng cụ, báo cáo toàn bộ số tiền được ngân sách đã được chi cho các sản phẩm dịch vụ hoặc có chất lượng cao nhưng sau đó thì lại mua các sản phẩm chất lượng thấp và bỏ vào túi phần trình lệch. Theo chuyên gia Telenkor quan sát, thì một số hiệu ứng về tình trạng tham nhũng trong quân đội Nga hiện nay được thấy rõ trên chiến trường. Số tiền sẽ lẽ ra phải được dùng để bảo trì, có thể đi vào túi các sĩ quan phụ trách lính nghĩa vụ và những tay mơ bắt tay vào việc bảo trì các xe vận tải. Tất cả những vấn đề nêu trên làm trầm trọng thêm các vấn đề tiếp vận mà Moscow đang phải đối mặt trong khoảng cách rộng lớn trong việc tiếp vận cho lực lượng viễn trình của họ trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Các chuyên gia tiếp vận cho biết phạm vi hoạt động hiệu quả của các xe vận tải quân sự nằm ở khoảng cách 90 dặm tính từ kho chứa đến khu vực tiền tuyến. Ukraine có diện tích lớn hàng thứ nhì ở Âu Châu khoảng 233.031 dặm vuông. Điều này có nghĩa là càng tiến sâu vào lãnh thổ của nước này thì Nga càng phải liên tục thiết lập thêm các kho tiếp vận để cung ứng cho lực lượng tác chiến. Các vụ xâm chiếm lãnh thổ của quân đội Nga thực hiện dưới thời của Tổng thống Putin nằm ở tầng vóc khu vực cấp tỉnh như là Bình Định vùng Chechnya 4.750 dặm vuông, chiếm tỉnh Nam Ossetia 3.089 dặm vuông và tỉnh Abkhazia 3.344 dặm vuông của Georgia năm 2008 và bán đảo Crimea 10.425 dặm vuông. Ông Putin chưa có kinh nghiệm xâm lăng một quốc gia như Ukraine có diện tích lớn gấp 50 lần so với Chechnya, 75 lần so với Nam Ossetia và 20 lần với bán đảo Crimea. Sự kiện Nga phải rút lui không thể chiếm kỳ íp cho thấy Moscow không còn lựa chọn nào khác trước tình cảnh đạo quân xâm lăng bị mất một số lượng đáng kể xe vận tải quân sự. Để sản xuất số lượng xe vận tải bù lại những chiếc xe bị hư hỏng có thể phải mất nhất 6 tháng. Trong khoảng thời gian dài đó thì toàn bộ quân đội của Nga tiếp tục sẽ bị đe dọa và lãnh thiệt hại khi mà không còn nguồn tiếp vận. Tôi không thể hiểu làm thế nào mà người Nga có thể duy trì vị trí hiện tại, chứ chưa cần nói đến việc thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào nữa với tình trạng kém cỏi hiện nay của quân đội, xe vận tải của họ. Ông Teleco nhận xét, xe vận tải luôn là xương sống của tất cả mọi quân đội và nếu như không có đủ xe thì lực lượng hậu cần phải tiếp vận bằng cách vác vai đi bộ. Chuyên gia tiếp vận Telenko tiên đoán và nếu như đi bộ thì điều chắc chắn là người Nga không thể chiến thắng được ở Ukraine. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn, hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.